Ok, xin chào tất cả anh chị em đến với livestream của Theo ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến livestream ngày số 8. Hôm nay em Theo gửi đến các anh chị em một cái livestream vô cùng đặc biệt và có thể là các anh chị em sẽ không nhận ở bất kỳ ở đâu. Đó là cái việc chúng ta sẽ gì ạ? Xây dựng cái cảm xúc giàu có bên trong con người của mình. Để làm gì ạ? Cái cảm xúc này nó sẽ hỗ trợ các anh chị em giàu có một cách nhanh nhất, đạt được những cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Bao nhiêu số các chị em hào hứng với cái livestream này, chúng ta hãy gì ạ? Vào đây thật là nhanh và tăng tên, chia sẻ và kêu gọi với anh chị em bạn bè mình vào một cách nhanh nhất để chúng ta bắt đầu sớm nhất được không ạ? Ok. Rồi, xin chào tỷ phú là Thu Thủy, xin chào tỷ phú là Ngọc Hiền. Xin chào Phú là Thu Thủy, là thầy sẽ đợi khoảng chừng 3 phút nữa chúng ta bắt đầu được không ạ? Yeah. Nếu anh chị em nào mình đã vào rồi thì nhanh chóng chia sẻ livestream, đăng lên cho bạn bè mình vào để chúng ta bắt đầu sớm nhất được không ạ? Livestream ngày hôm nay vô cùng đặc biệt nên các anh chị em tranh thủ ha. Yes. Những anh chị em nào mình đã ngày hôm nay đúng không ạ? Livestream ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời, rất là đặc biệt và sẽ là một cái livestream mà giúp cho các anh chị em sẽ là gì? Luôn luôn cảm thấy hào hứng, luôn luôn cảm thấy phấn khích, luôn luôn cảm thấy là gì? Cuộc sống này nó tràn đầy sự niềm vui, tràn đầy một cái điều tươi mới, tươi đẹp để cuộc sống các anh chị em ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và xinh đẹp hơn, thành công hơn. Ok. Và những anh chị em nào mình đã vào livestream rồi, giúp Theo chia sẻ livestream và tăng tên với anh chị em bạn bè của mình vào, chúng ta cùng nhau gieo nhân tốt và gặp lại một bầu trời quả ngọt được không ạ?
Ok. Rồi ngày hôm qua chúng ta đã học rất là nhiều. Chúng ta đã học những cái bước để mà chúng ta quản lý tài chính của mình, là một trong những cái bước mà của công thức của các tỷ phú ra, đúng không ạ? Là cách để chúng ta quản lý tiền. Chúng ta muốn có nhiều tiền hơn thì chúng ta phải ngay từ bây giờ chúng ta phải biết cách quản lý tiền, đúng không ạ? Bao nhiêu số các anh chị em đồng ý là mình phải biết cách quản lý tiền thì mình mới có nhiều tiền hơn, hay là mình đợi mình có nhiều tiền rồi mình mới biết cách quản lý? Chúng ta chọn cái gì ạ? Chúng ta phải chọn cái gì các anh chị em? Theo các anh chị em là mình phải biết cách quản lý tiền rồi mình mới có nhiều tiền hơn, hay là mình phải có nhiều tiền đi rồi mình mới biết cách quản lý? Bao nhiêu số các anh chị em nghĩ là cái nào mình phải sống theo kiểu nào đây? Chính xác là chúng ta phải biết cách quản lý tiền thì chúng ta mới có nhiều tiền hơn được. Và đơn giản là trước giờ chúng ta kiếm ra tiền mà chúng ta không có được cái sự giàu có, chúng ta không có dư giả được, đơn giản là chúng ta không có biết cách quản lý, đúng không ạ? Ok, vậy thì em hỏi các anh chị em, chúng ta đã học ngày hôm qua rồi, các đội bạn support cũng đã hỗ trợ cho các anh chị em cách đầu những cái bước mà chúng ta cần phải làm hàng ngày, đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị em cần một cái môi trường để chúng ta làm những cái điều này thì các anh chị em có thể liên hệ các bạn support hoặc là em theo đây để các anh chị em được gì ạ? Được có cái cơ hội nhé, được có cái cơ hội vào chương trình Zoom mỗi buổi sáng cùng với tất cả các anh chị em. Ở đây em theo nói là được có cái cơ hội, có nghĩa là câu lạc bộ không có nhận đại trà, không có nhận ai cũng nhận, mà với điều kiện là các anh chị em sợ các anh chị em phải gì xứng đáng và các anh chị em thật sự nghiêm túc thì mới được vào cái chương trình Zoom đó. Và một khi mà các anh chị em vào cái chương trình Zoom đó được rồi ha, được rồi, thì các anh chị em xác định luôn là cuộc đời các anh chị em chỉ có thành công, giàu có và khỏe mạnh và phúc trọn vẹn mà thôi. Vì vậy nên là gì ạ, không phải ai cũng được vào. Chúng tôi chỉ chọn những bạn nghiêm túc, những bạn thật sự nghiêm túc và các bạn thật sự hành động 100% và hành động 100% để tiến đến cái thành công của mình. Vì vậy nên là đội support cũng như em theo sẽ gì ạ, thử thách các anh chị em rất là kỹ để các anh chị em được lọt vào trong cái chương trình Zoom đó. Và nó là một cái chương trình Zoom mỗi buổi sáng, là một cái chương trình được thiết kế theo một cái phong chuẩn, và nó như là một cái khuôn giàu có, một cái khuôn mình giúp cho các anh chị em đạt được cái điều các anh chị em mong muốn. Chỉ cần các anh chị em lọt vào cái khuôn đó, đúng không ạ, thì sao ạ, sẽ đúc ra y những cái thứ mà các anh chị em mong muốn mà thôi. Vì vậy nên là để mà vào được đó thì các anh chị em phải có gì ạ, các anh chị em phải được kiểm tra, phải được test, phải được xem thử là các anh chị có xứng đáng hay không. Và bao nhiêu số các anh chị em nghĩ là mình xứng đáng tham gia chương trình đó nè? Tất nhiên là tôi mới xứng đáng rồi, đúng không? Cuộc đời này là dành cho tôi mà. Ok. Và hôm trước giờ em theo có chia sẻ các anh chị em, các anh chị em phải hiểu một điều rằng là có một cái gì mà các anh chị em phải biết. Một con người sinh ra và lớn lên, chúng ta phải phát triển về ba cái thứ như thế này. Trước giờ chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ phát triển về mặt sinh lý là được, đúng không ạ? Về tuổi tác là xong, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sinh ra chúng ta phải phát triển về ba cái mặt như sau. Thứ nhất là về cái sinh lý. Sinh lý là cái gì ạ? Thường thường là chúng ta gọi là dậy thì thành công, đúng không ạ? Những cái bạn trẻ dậy thì thành công thì là sinh lý, là các anh chị em lớn lên, các anh chị em phát triển những cái cơ quan, những cái tế bào, cái cơ, một cái cơ thể phát triển khỏe mạnh và nó phát triển hết cái tiềm năng của nó thì gọi là mình sẽ phát triển về sinh lý. Là các anh chị em phải gì ạ? Mình phải sống có một cái chế độ luyện tập tốt và một cái chế độ dinh dưỡng tốt để cái sinh lý của mình, từng cái tế bào của mình nó phát triển một cách tốt nhất và nó ra một cái cơ thể, một cái body đẹp nhất và một cái cơ thể khỏe mạnh nhất. Đó là cái về mặt sinh lý chúng ta phải gì ạ? Chúng ta cũng phải phát triển và chúng ta cũng phải dành thời gian cho nó. Thứ hai, cái mặt thứ hai các anh chị em cần phải phát triển đó chính là về cái tư duy của mình. Cái tư duy là cái bộ óc, bộ não của chúng ta. Và cái phần thứ ba mà các anh chị em cần phải phát triển nữa đó là gì? Đó là gì? Đó là cái khả năng gì ạ? Cái khả năng quản lý cái cảm xúc của mình. Đây là ba cái thứ nếu như các anh chị muốn trở thành một con người hoàn hảo, một con người khỏe mạnh, một cái con người mà được nhiều người kính trọng, nể trọng và thành công, là một cái người thành công lỗi lạc, đòi hỏi các anh chị phải phát triển về ba cái lĩnh vực này tốt nhất. Và bây giờ các anh chị bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi ạ? Nếu như các anh chị vẫn còn trẻ, hoặc là nếu như các anh chị vẫn còn cái tuổi đời nó dưới 50, dưới 65 tuổi, thì em theo xin sẽ nói các anh chị biết là gì? Đây là cái thời khắc tốt nhất để cho các anh chị phát triển về ba cái thứ này. Chúng ta đừng có đợi đến cái tuổi 100, cái tuổi 65 rồi chúng ta nhìn lại chúng ta cảm thấy hối tiếc. Đây là gì ạ? Mỗi ngày trôi qua của chúng ta
các anh chị em nên phát triển về mặt gì ạ? Sinh lý. Về mặt gì ạ? À, tư duy. Về mặt gì ạ? Cảm xúc của mình. Nếu như các anh chị em làm tốt ba cái lĩnh vực này, xin chúc mừng các anh chị em. Các anh chị em là một con người hoàn hảo, một con người giống như là tiên giáng trần, giống như là một cái bậc thầy, một cái người mà biết gì ạ? Nhìn đời và biết điều chế cái cuộc đời này. Và các anh chị em, tất nhiên các anh chị em sẽ tạo ra nhiều cái điều vĩ đại cho cuộc đời này. Và tất nhiên là các anh chị em sẽ được gì ạ? Giàu có hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và được nhiều người yêu thương và ngưỡng mộ. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị em mong muốn rằng kể từ giây phút này trở về đi, các anh chị em mong muốn có một cái con người ạ, có một cái khả năng, có tư duy cao, có một cái sinh lý tốt, đúng không ạ? Một cái cơ thể khỏe mạnh, khỏe mạnh về từng cái tế bào luôn, và một cái con người biết điều chế cái cảm xúc mình tốt nhất. Thích không? Hôm nay em sẽ chia sẻ các anh chị về lý thuyết thôi. Cái bài học này ngày hôm nay, nếu như các anh chị muốn mà ứng dụng tốt nhất, các anh chị phải gặp em theo, đúng không? Ai gặp em theo và tiếp xúc với em theo, ở bên em theo, tất nhiên sẽ tốt nghiệp bài học này cực kỳ tốt, cực kỳ xuất sắc. Và em theo tin chắc cuộc đời của những anh chị em đó chỉ có hạnh phúc, vui vẻ, bình an, giàu có và tròn vẹn mà thôi. Vì vậy nên là gì ạ? Cái bản năng của em theo và cái gì ạ? Cái điều quan trọng em theo có làm các anh chị em, đó chính là gì ạ? Về cái mặt cảm xúc. Cái đó em theo tự tin, em theo có độ tự tin là có thừa. Em tự tin em có thể làm tốt nhất cái điều này cho các anh chị. Và để mà làm cái điều này, các anh chị em bắt buộc phải đi chương trình offline, em theo mới giúp các anh chị em được. Và cái việc em theo tổ chức chương trình offline, phần chính em theo muốn gửi gắm cái nội dung này đến cho các anh chị. Bởi vì chúng ta đã học công thức gì ạ? Suy nghĩ dẫn đến cảm xúc dẫn đến hành động, và hành động cho ra kết quả. Tất cả mọi cái thứ mà các anh chị em nhận được ngày hôm nay, nó đều xuất phát, nó đều do gì ạ? Nó đều do cái cảm xúc các anh chị em diễn ra. Mọi hành động các anh chị đều bắt nguồn từ cảm xúc của các anh chị. Nếu cảm xúc của mình nó tốt thì hành động của mình nó xuất sắc, hành động của mình nó vĩ đại. Nhưng mà nếu cảm xúc các anh chị em nó không tốt thì các anh chị em sẽ có những cái hành động nhạt nhẽo, cái hành động đáng chê cười, hành động đáng khinh khư, đúng không ạ? Và người thành công thì luôn luôn có những cái hành động xuất sắc, hành động vĩ đại. Bao nhiêu số các anh chị em thích rằng là tất cả những hành động của chúng ta đưa ra nó đều là những cái hành động vĩ đại, xuất sắc và mang lại giá trị cho người khác, kể cả bản thân của mình. Ok. Vậy thì anh chị em nào mình muốn đăng ký chương trình offline thì đăng ký cái link ở trên á. Có cái link để trên đó các anh chị em ha. Ok. Bao nhiêu số các anh chị em mong muốn được ạ? Rồi, trước khi mà em theo vào cái phần chia sẻ này thì em theo sẽ cùng với tất cả anh chị em thực hiện những cái bước quản lý tài chính của chúng ta, đúng không ạ? Bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ quỹ tự do tài chính. Xin mời cô Tấm lên lấy giùm cho theo cái quỹ tự do tài chính. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ đọc 17 tư duy triệu phú. Ok, thank you. Và bước thứ ba là gì các anh chị em nhỉ? Bước thứ ba là chúng ta kiểm đếm số dư. Nếu mà kiểm đếm số dư thì em theo không có làm này được, bởi vì nó sẽ nhiều cái thời gian, đúng không? Anh chị em có thể gì ở nhà kiểm đếm số dư giúp em theo ha. Ok, và ghi lên cái là tờ giấy dán ở trên tường, đúng không ạ? Ghi lên tờ giấy dán ở bên cái trước mặt mình á, dán trước cái mặt của mình. Ok, bao nhiêu số các anh chị em đã làm được 3 bước này ạ? Bao nhiêu số các anh chị em đã làm được 3 bước này thì có thể comment là tôi đã làm 3 bước này là cực kỳ xuất sắc. Và cái bước thứ tư đó chính là chúng ta sẽ ăn mừng thành công. Ăn mừng thành công. Và livestream ngày hôm nay em theo sẽ nói rõ các anh chị em lý do tại sao chúng ta phải ăn mừng thành công. Ok, yeah. Rồi, bây giờ chúng ta bước đầu tiên ha, chúng ta sẽ gì ạ? Bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Đây là cái khoảng thời khắc mà em theo rất là thích luôn. Trong một ngày là em theo chỉ là thích có tiền mình cứ chuyển vô, kể cả là trong tài khoản cũng như là trong ở tiền mặt, là cứ thích là mình cứ thấy tiền, đúng không? Thấy tiền ở đâu là em theo không cần biết á, là tiền đó là mình giữ để mình làm cái gì, mình tiêu cái gì, hay là sắp tới phải tiêu cái gì, miễn là cái nhìn thấy tiền là em theo cứ phải là lấy ra và ton ten đi vào, bỏ vào cái quỹ tự do tài chính của mình, được không ạ? Thì các anh chị em có thể là gì, một ngày á, sáng các anh chị em nhớ tới nó, mở mắt ra là mình phải nhớ tới quỹ tự do tài chính của mình, được không? Mình bớt nhớ cái gì khác đi, mình nhớ cái quỹ tự do tài chính, được không ạ? Lại ton ten đi bỏ tiền vào cái quỹ tự do tài chính của mình. Đó mình là cái thích bỏ vô, đúng không? Cứ có tiền ở đâu, đúng không? Ví dụ mình mua cái gì đó mà nó dư,
Ví dụ như các anh chị em đi chợ mà mua gì đó nó dư được trăm mấy, các anh chị em đừng có nghĩ nhiều, cứ dư cứ mà nó dư. Em ví dụ như các anh chị em quyết định rằng là mình sẽ mang 200 ngàn đi chợ đúng không, mà giả sử như đi 200 ngàn đi chợ mà mình đi chợ đó nó lỡ như nó có thừa 100, giả sử 200 ngàn đi chợ, mình quyết định là 200 ngàn đi chợ mà mình mua này kia tự nhiên nó thừa 120, cái là các anh chị em chỉ đừng có nghĩ nhiều, 120 đó là toan đen chạy về bỏ vô quỹ. Tại vì sao ạ? Tại vì các anh chị em cái tiền đó mà nó hết á, các anh chị em để đó thì các anh chị em cũng tiêu nó hết thôi, nên là nếu như các anh chị em bỏ vô quỹ thì nó anh chị em vẫn còn dư, nhưng mà để ở ngoài á là các anh chị em tiêu nó cũng hết rồi đó, nhưng mà nó hết rồi á thì tiền khác nó lại về, nên là cứ mang cái tiền đó cứ dư là cái toan đen bỏ vô quỹ trước rồi đóng cái nắp lại đi, đừng có suy nghĩ nhiều đúng không, cứ bỏ vô xong cái đóng cái nắp lại là mình không có suy nghĩ nhiều nữa, là hôm sau á là tự nhiên cái tiền khác nó về cho các anh chị em xài đó. Em Theo đã làm như vậy và nhiều lúc ở trong cái túi của mình đúng không, em Theo khoái lắm, cứ rút bỏ vô, cứ rút rồi bỏ vô, bỏ tới khi mà cái trong cái túi nó không còn gì nữa. Cái xong á là tại vì á nhiều anh chị em cứ nghĩ rằng là nếu như mình lấy hết rồi thì ngày mai lấy tiền đâu đi chợ, lấy tiền đâu tiêu đúng không, nhưng mà em Theo không có nghĩ nhiều, mình cứ bỏ vô quỹ đâu trước. Còn cái chuyện mà tiền đi chợ ngày mai tự động tiềm thức nó lại lắp vô cho mình có tiền mình đi chợ, hoặc là có tiền cho mình chi tiêu cái này chi tiêu cái kia, cái đó là gì ạ? Cái đó là đòi hỏi các anh chị em phải có một cái khả năng phó thác cho tiềm thức đỉnh cao. Tại vì em Theo biết rằng á là ngày mai đúng không, mình tới giờ ăn nó tự nhiên là mình sẽ có cái tiền khác nó lắp vô rồi, nên là cứ trong này có tiền là em Theo cứ thích rút lấy hết bỏ vô đây, cứ bỏ vô rồi cái vặn cái nắp lại là khỏi suy nghĩ nhiều nữa đúng không. Sau khi mình bỏ vô mình vặn cái nắp lại là xong, là mình sẽ đó tiền cho mấy chị ra tay mình sẽ nhé đó. Rồi các anh chị cứ lấy ra, các anh chị đếm ha. Ok, thích lắm các anh chị, cái việc mà bỏ quỹ tự do tài chính là đối với Thường là nó thích lắm. Cái mẫu sáng này vậy là em Thường nhớ cái quỹ đúng không, ăn sáng cũng nhớ, ăn trưa cũng nhớ, ăn tối cũng nhớ, khuya cũng nhớ, có nhiều khi đi ngủ mình ngủ luôn các anh chị, ôi ngủ luôn, nó thích lắm. Rồi tới cái giờ mà cứ thấy được cái đồng tiền nào là em toan ten bỏ vô cái quỹ, trời ơi đó, cái quỹ gia tăng tài chính. Đó là lý do tại sao các anh chị biết là 1 năm 2 tháng vừa qua em Theo đã tích góp cho mình rất là nhiều cái tài sản, là bởi vì em Theo có những cái hành động như vậy, có một cái sự khao khát và tập trung cao độ như vậy. Lúc nào em Theo cũng chỉ nhớ gia tăng tài sản tự do tài chính, gia tăng tài sản tự do tài chính. Thậm chí là trong cái tài khoản ngân hàng của em Theo nó cũng ám là GGGS, là gia tăng tài sản đúng không ạ. Cái đó là cái việc mà anh chị em phải tăng cường lên, thích lên, mê đam mê mà nhớ tới nó nhiều lên, mở mắt ra là nhớ, ăn là nhớ, đi chơi là nhớ, cái gì làm gì cũng nhớ tới nó, được rồi. Ok, là em Theo đảm bảo không, là anh chị em Theo đảm bảo luôn, trong một khoảng thời gian ngắn thôi là các anh chị em có cực kỳ nhiều tài sản, làm được không, bao nhiêu số các anh chị em làm được không, đấy thấy không, bỏ quỹ còn mọi người cũng phải chu đáo chu toàn như vậy đó. Đó, bây giờ mình coi thử này, ngày hôm nay ai cho mình được cái gì, mình lượm được tiền đâu, coi trong túi nó có bao nhiêu cái hốt rồi bỏ vô quỹ, cứ nhét vô, thích lắm các anh chị, nó phê lắm, tiềm thức nó thích đúng không. Sau khi mà chúng ta phê tiềm thức nó thích là sao ạ, tiềm thức sẽ gì ạ, thu hút nhiều tiền cho các anh chị bỏ vô. Ok, rồi chúng ta sẽ làm một ngụm collagen ngon sẵn lưỡi đi ha. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ đọc 17 tư duy triệu phú, mỗi ngày em Theo sẽ đọc 17 tư duy triệu phú cho các anh chị nghe. Ok, đọc 17 tư duy triệu phú thì chúng ta sẽ có 4 cái bước đọc. Và 4 cái bước như thế nào á thì anh chị em có thể là gì ạ, mình lục và hỏi spot ấy, có một cái video em Theo hướng dẫn đọc 4 cái bước này. Còn nếu như mà để mà chuẩn xác nhất là các anh chị em lọt vô chương trình Zoom sáng đi, mỗi buổi sáng em Theo sẽ đọc cùng với các anh chị, và đọc tư duy triệu phú với em Theo thì nó sẽ khác với đọc một mình nha, và cũng khác với đọc với người khác. Đọc tư duy triệu phú với em Theo là ám vào tiềm thức cực kỳ nhanh, vào tiềm thức cực kỳ nhanh các anh chị, hiểu không ạ? Thì vậy sao ạ? Thì vậy nên là em hy vọng các anh chị em vào chương trình Zoom sáng lẹ đi, đúng không? Những anh chị em nào mà học mà các anh chị em nào mà học mà có cái sự mà phát triển mà khao khát thành công lẹ đó thì làm mỗi cách để vô chương trình Zoom sáng đi. Còn những anh chị em nào mà học theo kiểu là học cho vui, học cho biết thì các anh chị em cứ thoải mái, thích vô. Nhưng mà những anh chị em mà khao khát thành công nhanh đó, cứ đăng ký vô Zoom sáng đi, được không ạ? Nhưng mà đăng ký phải có điều phải được chọn lọc á, nên các anh chị em đăng ký sớm đi, rồi thời gian chọn lọc, thời gian quan sát kiểm tra các anh chị em nó rơi vào tầm 5 đến 10 ngày đó, các anh chị em mới được vô, chứ không phải là vô liền đâu ha. Cái này là câu lạc bộ đỉnh cao, nên là không phải ai cũng được nhét vô đâu, mà phải những người xứng đáng mới được vô. Rồi chúng ta đọc 17 tư duy triệu phú, ok. Rồi em Theo sẽ đọc một kiểu cho các anh chị em, còn 3 kiểu còn lại thì vào chương trình Zoom sáng chúng ta sẽ
biết, hoặc là liên hệ support hướng dẫn cho các anh chị em, hoặc là tìm ra cái video của em Theo để mà chia sẻ, được không ạ? Rồi tay chúng ta đặt lên ngực, tay này chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ nắm lại, và thường á đọc một bài thi chữ phú là các anh chị em đứng và hai chân dạng rộng bằng vai. Hiện tại em Theo ngồi để cho cái màn hình nó phù, nó ở cái tầng nó giống nhau, nên là chúng ta sẽ đứng lên, được không ạ? Hai chân rộng bằng vai. Ok, tay để lên trái tim của mình, cảm nhận tay này nắm chặt lại, đọc 17 tư duy chữ phú cùng với em Theo. Và các anh chị em hãy ghi 17 tư duy chữ phú này ra, hoặc là xin support 17 tư duy chữ phú này. Chúng ta viết, dán ở trên tường, dán ở trên vách, dán khắp nhà để chúng ta đọc cả ngày, được không? Ok, 17 tư duy chữ phú, bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất lại là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi trả cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi cực kỳ nhiều tiền. Tôi tự do về mặt tài chính. Tôi làm việc vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi mong muốn. Công việc làm thêm ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác những mặt thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi các trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là mang lại sự giàu có và dư dả. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền là sức mạnh. Tiền giúp cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Tôi xứng đáng để nên giàu có vì tôi luôn thêm thật nhiều giá trị cho người khác. Tôi giàu có vì tôi luôn làm những điều tôi yêu thích. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cực khôi. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, khả năng giữ, khả năng phát triển tiền của tôi tăng lên hàng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là tỷ phú đô la. Yeah, yes. Chúng ta sẽ tiền xin thật. Ok, tuyệt vời ha. Nếu như anh chị em nào mà đang hướng đến một cái mục đích là tôi là triệu phú đô la thì các anh chị có thể tuyên bố tôi là triệu phú đô la. Còn nếu như anh chị em nào đang hướng đến cái mục đích là tôi là tỷ phú đô la giống như em Theo đây, thì cuối câu chúng ta sẽ tuyên bố tôi là tỷ phú đô la. Tôi cho siêu tiền, xin cảm ơn kiến thức. Yes. Rồi, sau khi mà các anh chị em đọc tuyên bố xong, các anh chị em có thể hát bài tôi yêu tiền, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là gia tăng cái cảm xúc yêu tiền lên. Và em sẽ hát lại một cái bài tôi yêu tiền, bởi vì hôm qua hình như mình bị sót hai câu cuối ấy, đúng không ạ? Thì em sẽ hát lại cái bài này ha. Rồi, 2, 3, câu bao nhiêu số các anh chị em thích cái bài tôi yêu tiền chưa? Bao nhiêu số các anh chị em sau khi nghe em Theo hát bài tôi yêu tiền thì các anh chị em cảm thấy mình yêu tiền hơn ạ? À? Ok, vậy bây giờ thì sẽ hát lại bài này ha. Ok, xin nói nhắc lại các anh chị em bài hát tôi yêu tiền là của gì ạ? Câu lạc bộ Đại học Tí Đô, nhạc và lời do em Theo sáng tác. Vì vậy nên là chúng ta có chia sẻ cho ai, đúng không ạ? Chúng ta phải là gì ạ? Hãy nhớ và chia sẻ cho mọi người đến với cái câu lạc bộ Đại học Tí Đô để mọi người phát triển hơn nhé. Rồi, 2, 3. Tôi yêu tiền và tiền của tôi rất nhiều. Không ai yêu tiền bằng tôi, không ai yêu tiền bằng tôi. Vì tôi là người tốt, tôi xứng đáng có nhiều tiền. Vì tôi là người tốt nên tiền luôn quay về với tôi. Vì tôi là người tốt nên tiền luôn ở bên tôi. Yeah 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 yeah. Tôi giúp cho đời giàu có, tiền giúp cho tôi giàu có. Yeah 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 yeah. Ok, tuyệt vời ha. Mình giúp cho đời giàu có và tiền giúp cho mình giàu có, thì mình sẽ dùng cái số tiền đó và giúp cho đời giàu có. Các anh chị em hiểu mà, tiền sẽ giúp cho chúng ta giàu có, nhưng mà chúng ta phải biết dùng cái số tiền đó giúp cho đời giàu có hơn. Ok, nên các anh chị em càng ngày càng giàu thì đời sẽ càng ngày càng giàu. Vì vậy nên là anh chị em rất xứng đáng trở nên giàu có. Ok, xin tuyệt vời. Rồi, chúng ta đã xong cái bước đọc 17 tư duy triệu phú. Các anh chị em có thể là gì ạ? Mình khui cái hũ này ra xong rồi mình đếm, đúng không ạ? Thường thường là em Theo sẽ đếm tiền mỗi buổi tối, và em Theo sẽ hướng dẫn các anh chị em cách là mình đếm tiền sao cho nó phê luôn ha. Đếm tiền sao cho mà nó phê luôn và đếm mỗi buổi tối các anh chị. Các anh chị em kịp như thế này lại, xong rồi chúng ta sẽ gì ạ? 1, chúng ta bước lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok ha. Ở đây nó nhiều nhiều xíu đi. Cái này mình không có khoe lên được các anh chị em thì các bạn sẽ nói là mình như thế này như thế kia, nên em Theo phải giấu đó. Nói công là gì ở Facebook nó tưởng là mình khoe tiền, nhưng mà thiệt ra là mình không có khoe nha. Chỉ là lấy cái quỷ của mình ra thôi. Lấy cái quỷ ra để gì để đếm cho các anh chị em coi thôi ha. Làm demo cho các anh chị em thôi.
chứ tiền nhiều quá mà khoe nhiều đâu đủ thôi. Ok đâu à. Rồi, nói chuyện với mấy người yêu tiền nó kiểu nó mắc cười lắm, nó không quen đúng không? Các anh chị em nói chuyện với mấy cái người mà yêu tiền á, các anh chị em không có quen đâu. Nên thôi kệ ha, những anh chị em nào ở đây mình vô mà thấy lạ lạ thì thôi kệ, đừng có chửi hay đừng có nói làm chứ nó mệt. Đúng không ạ? Bởi vì các anh chị em có nói gì họ cũng yêu tiền là yêu tiền à. Rồi em sẽ nói làm cho các anh chị em coi ha. Rồi chúng ta sẽ gì ạ? Kẹp cái tay lại chúng ta đếm nè. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Ok ha. Đó đếm như thế này nó sẽ rất là phê. Và chúng ta đếm xong là gì ạ? Chúng ta đếm xong rồi chúng ta cộng lại thử là chúng ta được bao nhiêu, quỹ tài chính của chúng ta được bao nhiêu rồi đúng không? Ok, quỹ tài chính của chúng ta được bao nhiêu rồi? Chắc là cũng được gần 10 triệu trong này đúng không? Bây giờ bỏ quỹ làm sao mà giờ tới cuối tháng là được 100 triệu xong á, lấy 100 triệu này đi cho tài sản về nhất. Ok rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng thành công được không ạ? Bao nhiêu số các anh chị em hào hứng với cái việc ăn mừng thành công? Bây giờ em Theo sẽ gì ạ, cùng với tất cả anh chị em ăn mừng thành công xong rồi em Theo sẽ giải thích cho các anh chị em biết lý do tại sao chúng ta cần phải ăn mừng thành công mỗi ngày. Cái việc chúng ta ăn mừng thành công mỗi ngày nó có ý nghĩa, nó giúp cho các anh chị em giàu có như thế nào, nó sẽ tạo cho các anh chị em cái sự giàu có ra làm sao. Thì sau khi ăn mừng thành công xong thì sẽ giải đáp cho các anh chị em. Bây giờ chúng ta canh đồng hồ, bây giờ là 8:30, chúng ta sẽ dành khoảng 15 phút để ăn mừng thành công. Trong vòng 15 phút này, nếu như chúng ta ăn mừng xong sớm thì sớm, mà chúng ta ăn mừng chưa sớm thì chúng ta phải dừng lại đúng 15 phút, là 8:30 đến 8:45 được không ạ? Sau khi ăn mừng thành công xong thì sẽ nói lý do tại sao chúng ta ăn mừng thành công và chúng ta tiếp tục đẩy cảm xúc lợi giàu có đúng không ạ? Làm sao để tạo ra cảm xúc giàu có đây? Ok, yeah, xin được mời. Rồi bây giờ ha, bao nhiêu số các anh chị em từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay các anh chị em đã hút được bao nhiêu dòng tiền về? Chúng ta sẽ tập trung vào tiền trước nha. Anh chị em đã có được những cái thành công gì và hút được bao nhiêu dòng tiền về và lợi nhuận các anh chị em bao nhiêu, các anh chị em có thể comment trong cái livestream ngày hôm nay. Chúng ta dành 1 phút 30 giây để chúng ta tổng kết cái số tiền về tài khoản của mình, về túi của mình từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 9 tháng 12. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 12 tổng kết các anh chị em là bao nhiêu tiền? Ok, em Theo xin xích gậy gần cái màn hình hơn để làm gì ạ? Giúp nhiều đi ạ. Ok, dùng cái điện thoại cao lên một chút. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem mình kê lên, mình lấy cái kia cho mình kê lên. Ok, kê lại ha. Rồi, ở đây xích lại màn hình gần em Theo mới nhìn thấy được vậy ạ. Mới nhìn thấy được cái tiền, đúng không? Cái tiền VIP quá mà tiền nhiều quá. Rồi, các anh chị em comment chậm thôi nhá. Tại vì nó đi nhanh thì em Theo sẽ không thấy được. Và nếu như mà nó qua rồi, các anh chị em comment lại được không? Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Bao nhiêu số các anh chị em sau khi mà nghe em Theo ăn mừng thành công thì các anh chị em cũng ngồi hưởng ứng được mà. Hưởng ứng, các anh chị em ghi, các anh chị em ghi luôn ha, thành công ghi luôn. Tại vì các anh chị em ghi nhiều quá là nó không có hiện trên màn hình này được. Em Theo phải mở ra thì nó sẽ, ví dụ như là nè, cái này chắc đi không kịp các anh chị. Em Theo phải tìm cách khác thôi. Rồi em Theo đợi Theo xíu ha. Cái điện thoại nó nằm ngang á, thành ra là cái. Rồi các anh chị em, trong thời gian này chúng ta chờ đợi, các anh chị em tổng kết từ ngày 1 đến ngày 9 là tiền về bao nhiêu được không ạ? Tiền của các anh chị em về bao nhiêu từ ngày 1 đến ngày 9 và lợi nhuận các anh chị em là bao nhiêu? Rồi sau khi mà em Theo hô cái người thành công người đó lên thì các anh chị em cũng sẽ ăn mừng theo em Theo được không ạ? Ăn mừng theo em Theo luôn. Ok. Rồi các anh chị em Theo đang đọc bình luận của mọi người ha. Rồi mình sẽ nhờ bắt bút đi ha, bắt bút hỗ trợ đi. Rồi hiện tại em Theo đã thấy thành công của tỷ phú La Mộng Duyên. Thành công của tỷ phú La Mộng Duyên tiền về là 339 triệu. Yeah, ok. Rồi xin chúc mừng tỷ phú La Văn Thiện thành công tiền về là 293 triệu.
vợ luôn. Xin chúc mừng tỷ phú là Văn Thiện. Rồi, thành công của tỷ phú là chuyện về trong về trong 9 ngày. Ô mọi người ơi, cái kiểu này là không được rồi, tại vì nó trôi rất là nhanh. Thế thì phải nghĩ một cách khác thôi. Rồi. Xin lỗi các anh chị một xíu nha. Nó trôi rất nhanh các anh chị ạ. Nó nhanh quá thì em sẽ không nhìn thấy được. Từ ngày 1 đến ngày 9 nha các anh chị em nhé. Tiền của các anh chị em về từ ngày 1 đến ngày 9 nha. Ok. Quá nhiều tiền mà em không đọc kịp. Giờ mình có cách nào? Ok, đây đây, em theo lướt được rồi. Rồi. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng tỷ phú La Phạm Nga thành công 9 ngày vừa qua, tiền về là 756 triệu 700 ngàn đồng. Mình sẽ giạt cái này ra đi ha. Xích vô đây ha. Rồi các anh chị em ăn mừng theo nha. Các anh chị em hết chúc mừng theo những người này nha. Xin chúc mừng tỷ phú La Thế Vi thành công 9 ngày vừa qua, tiền về 31 triệu 500 ngàn đồng. Yeah. Xin chúc mừng tỷ phú La Hà My, tiền về trong 9 ngày vừa qua là 7.200 euro. Quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng tỷ phú La Phan Hằng, tiền về trong 9 ngày vừa qua là 667 triệu. Yeah. Yeah. Rồi. Phi diệu à, các anh chị em nào có thể tổng kết giùm cho em theo cái mấy con số này được không ạ? Mình tổng kết lại ha. À, các anh chị em cộng dồn lại giùm em ha. À, quá nhiều tiền luôn các anh chị em. Chúng ta đỉnh cao đúng không? Chúng ta là những bậc thầy hút tiền đỉnh cao. Xin chúc mừng tỷ phú La Văn Đặng thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 53 triệu 600 ngàn đồng. Yeah. Yes. Okay. Wow. Quá tuyệt vời. Siêu tuyệt vời. Xin chúc mừng tỷ phú La Đinh Kim Phụng thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 594 triệu. Yeah. Tuyệt vời luôn các anh chị. Tiền nhiều quá. Xin chúc mừng tỷ phú La Yến Nguyễn thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 1.447 triệu. Yeah. 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 Quá tuyệt vời. Không thể nào chịu được. Ôi quá tuyệt vời luôn các anh chị em ơi. Siêu tuyệt vời. Xin chúc mừng tỷ phú La Hồng Hoài thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 82 triệu. Yeah. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Anh chị em nào mà tiền về thì chúng ta ăn mừng đây ha. Xin chúc mừng tỷ phú La Phan Thị Như Ý thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 13 triệu đồng. Yeah. Yes. Quá tuyệt vời. Xin chúc mừng tỷ phú La Hình Mộng Duyên thành công từ ngày 1 đến ngày 9, tiền về là 339 triệu. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Không thể tưởng tượng được. Ồ, nhiều quá em không lướt kịp. Xin chúc mừng tỷ phú La Chuyện thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 45 triệu 320 nghìn đồng. Yeah. Yeah. Quá tuyệt vời luôn anh chị em ơi, siêu tuyệt vời. Đỉnh cao, chúng ta là những bậc thầy hút tiền đỉnh cao. Xin chúc mừng tỷ phú La Nga Lê thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 410 triệu. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng tỷ phú La Bích Phạm thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 815 triệu. Yeah.
Xin chúc mừng tỷ phú Lê Xuân Anh Thành, Xuân Anh Trần thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 790 triệu. Quá tuyệt vời luôn các anh chị. Xin nghe lên rồi đúng không? Oh my god. Em lướt chưa được khỏe cái tay luôn ấy. Nhiều quá, lướt không hết. Rồi các anh chị em ha, mình có bao nhiêu tiền mình cứ comment hết đây ha, được mà. Xin chúc mừng tỷ phú là Diễm Khánh thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 68 triệu 450 ngàn đồng. Xin chúc mừng tỷ phú là Hà Dung thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 49 triệu. Không kịp, không thấy kịp. Các anh chị em ăn mừng thành công, số tiền của mình ghi rõ ra giùm em được không ạ? Cái tiền của mình phải yêu quý chứ. Comment gì mà 5520 mà trời rờ là cái gì? Cái tiền của các anh chị em mà các anh chị em đấu xử như vậy thì làm sao? Xin chúc mừng tỷ phú Lâm Bích Thuận thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về tài khoản là 61 triệu đồng. Em không có thích những cái bạn mà comment như vậy nha. Tiền của các anh chị yêu quý chứ. Xin chúc mừng tỷ phú Long Nguyệt Lê thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 7.440.000 đồng. Xin chúc mừng tỷ phú Long Kim Hồng thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 15 triệu đồng. Xúc sắc. Chủ live stream này chúng ta sẽ hút 50 tỷ. Được không? Xin chúc mừng tỷ phú Lâm Bích Thiện thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 35 triệu. Xin chúc mừng tỷ phú Lâm Sinh Đỗ thành công trong 9 ngày vừa qua là 54.000 đô. Xin được rồi. Quá đỉnh cao. Xin chúc mừng tỷ phú là Thanh Trà thành công trong 9 ngày vừa qua, tiền về là 342 triệu. Ok, rồi bây giờ chúng ta đã là 8:45 rồi ha, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Những anh chị em nào mà chưa được theo đọc tên thì sao ạ? Hôm sau chúng ta sẽ cộng dồn lại được không? Cộng dồn tiền này. À, các anh chị em lưu ý ha, cái tiền này của các anh chị em là tiền về á, còn cái tiền lợi nhuận nó lại khác. Cái tiền này là tiền về được không ạ? Cái tiền về tài khoản của các anh chị em ấy được không? Còn tiền lợi nhuận thì các anh chị em ghi lợi nhuận, còn tiền về tài khoản nên là tiền về tài khoản. Ok, nhiều quá em đọc không hết anh chị em. Rồi hôm sau chúng ta comment sớm, chúng ta vào chúng ta học sớm, chúng ta comment sớm, comment từ đầu giờ tới cuối giờ thì em theo cũng đọc được thôi, đúng không? Rồi ok, tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả anh chị em, tiền về rất nhiều đúng không ạ? Em nói các anh chị em là cái việc mà chúng ta kiếm tiền bằng tiềm thức á, nó là một trong những cái việc dễ nhất trên cuộc đời này. Tư duy các anh chị em đến đâu thì các anh chị em sẽ hút tiền đến đó. Nếu như những anh chị em nào mới học, chúng ta chưa hút được nhiều tiền, các anh chị em cứ yên tâm, người khác làm được thì các anh chị em cũng làm được. Các anh chị em đang đi trên con đường của người làm được thì các anh chị em cũng sẽ làm được mà thôi, đúng không ạ? Nên là chúng ta không cần phải quá lo lắng là chúng ta có làm được hay không, mà từ từ các anh chị em phát triển lên, tư duy các anh chị em lớn lên, nâng cấp cái con người mình lên, rồi đến lúc
chúng ta sẽ được. Cái người đi trước các anh chị em mà có cái gì, các anh chị em đi sâu á, mà đi đúng á, thì các anh chị em cũng có cái đó thôi. Vấn đề là thời gian, được không ạ? Các anh chị em thấy cuộc sống của em theo có cái gì, tương lai cuộc sống các anh chị em cũng sẽ có cái đó. Cái đó là cái chuyện mà theo luật của vũ trụ rồi, các anh chị em không có né được. Em theo đang sử dụng AirPods Pro, MacBook kế bên, iPhone xịn sò, đúng không ạ? Những cái trang phục xịn sò trên con người của mình, đồng hồ Apple Watch, đây là những thứ các anh chị em có thể thấy thôi. Nhưng mà các anh chị em thấy hoài như vậy á, sao ạ? Một ngày đẹp trời các anh chị em cũng sẽ sử dụng những cái thứ này một cái cách vi diệu nhất. Và những cái gì mà em theo đang sử dụng tốt nhất, những cái gì mà em theo đang làm trên con người của mình, chỉ chấp nhận những thứ tốt nhất, đẳng cấp nhất, xịn sò nhất, thì anh chị em học với em theo, tiếp xúc với em theo, chơi với em theo, ở bên em theo, học cùng với em theo, phát triển tư duy cùng với em theo, các anh chị em đang đi trên cái con đường mà em theo đang đi, thì trước sau gì các anh chị em cũng sẽ có những thứ mà em theo đang có. Nếu như ngày hôm nay các anh chị em thấy em theo mua chiếc xe, thì các anh chị em phải hiểu một điều rằng là tương lai các anh chị em cũng sẽ mua chiếc xe. Cái đó là cái chuyện hiển nhiên và không có né tránh được. Ok. Rồi, các anh chị em cảm thấy tuyệt vời không ạ? Cơn mưa tiền đổ về. Và những cái thứ mà các anh chị em làm được ngày hôm nay, nó chỉ là muối bỏ bể so với cái tiềm năng trong con người của các anh chị em mà thôi. Tiềm năng của chúng ta dư sức tạo ra nhiều điều như thế nữa. Ok ha, rồi tuyệt vời. Rồi, đó là cái việc mà chúng ta ăn mừng thành công. Vậy thì em theo sẽ giải thích cho các anh chị biết tại sao chúng ta phải ăn mừng thành công. Cái việc ăn mừng thành công nó giúp được gì cho các anh chị em ạ? Cái việc ăn mừng thành công nó giúp được gì cho các anh chị em? Bây giờ cho em hỏi những anh chị em mà hồi nãy ăn mừng thành công với em theo á, các anh chị em có thấy não mình nó sáng hơn không? Thấy là cảm xúc lên đỉnh không? Cái cảm xúc giàu có lên đỉnh không ạ? Có không ạ? Có không? Không phải có, mà là nó cực kỳ nhiều luôn. Nó đưa các anh chị em vào cái trạng thái năng lượng đỉnh cao luôn. Và nếu như mà các anh chị em ở trong cái trạng thái năng lượng đỉnh cao, thì các anh chị em có thể làm ra vô số điều mà các anh chị em không có thể tưởng tượng được. Cái trạng thái và cái cảm xúc ở cái trạng thái năng lượng đỉnh cao, nó sẽ khiến cho các anh chị em làm mọi tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Và không có cái gì mà ngăn trở các anh chị em được, không có cái gì cản trở các anh chị em được. Các anh chị em có tin không? Và cho em hỏi bao nhiêu số các anh chị em hồi nãy đã đẩy cảm xúc lên cùng với em theo. Các anh chị em cảm thấy người mình hừng hực và chả có cái gì là nó có thể ngăn cản được ta hết. Và cái trạng thái năng lượng đó, nó khiến cho các anh chị em cảm thấy rằng là gì ạ? Cái chuyện làm giàu là cái chuyện nó dễ như trở bàn tay. Và anh chị em có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được những điều mình muốn một cách dễ dàng. Bao nhiêu số các anh chị em cảm nhận điều đó có thể comment là gì? Tôi đã cảm nhận được cái cảm xúc ấy. Vì diệu ạ, cảm xúc đó là cảm xúc phê nhất. Và em rất là may mắn em thì đã phát hiện ra điều này. Và trong một năm 2 tháng vừa qua, em chỉ có làm một việc, đó chính là em gầy dựng cái cảm xúc đó, gia tăng cái cảm xúc đó lên, và luôn để cho mình ở trong cái trạng thái năng lượng đỉnh cao nhất. Để làm gì ạ? Bởi vì cái trạng thái năng lượng đỉnh cao đó, nó mới làm cho cảm xúc em thêu cực kỳ ở đỉnh cao. Cảm xúc ở trên cao, đỉnh cao thì nó khiến cho chúng ta hành động. Cái khả năng hành động của chúng ta nó tốc độ nhanh, hành động dễ dàng, 100%, thông minh, tốc độ nhanh sẽ cho ra kết quả vĩ đại. Để biết lý do chưa ạ? Chúng ta đã biết lý do chưa ạ? Tại sao? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một chút về cái năng lượng, được không ạ? Bao nhiêu số các anh chị em nãy giờ cảm thấy là năng lượng trong người mình nó cứ rằng rằng lên? Có mà. Bao nhiêu số các anh chị em cảm thấy trong người mình là năng lượng nó rằng rằng lên ạ? Nó cho các anh chị em một cái cảm xúc đỉnh cao và cái năng lượng rằng rằng trong người, và nó khiến cho các anh chị em là gì ạ? Hành động bất chấp. Nó cho các anh chị em một cái cảm xúc và nó cho các anh chị em một cái trạng thái là gì ạ? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Có không? Có không các chị? Có không ạ? À, chính xác là như vậy. Cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Vậy chúng ta sẽ nói thêm một chút về năng lượng. Vậy thì bây giờ em hỏi các anh chị nè, tại sao á cái chuỗi công thức này nó giống nhau mà gì ạ? Mà người học á thì ra kết quả, còn người học á thì không.
Tại sao cái cuộc đời này có rất là nhiều người họ sinh ra họ vẫn có một cái bộ óc đó, vẫn có cái cơ thể này. Nhưng người thì sống hạnh phúc, còn người thì sống rất là không có hạnh phúc. Vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Vậy thì cho em theo hỏi này, các anh chị em đã cảm nhận được cái trạng thái năng lượng cao rồi đó. Vậy thì cho em hỏi nè, cái việc mà để hỗ trợ cho các anh chị em thành công nhanh á, cái yếu tố năng lượng á, nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nếu như em theo lấy cái thang điểm từ 1 tới 10 á, thì theo các anh chị em á, cái năng lượng á, nó quan trọng á, là nó anh chị em cho nó bao nhiêu điểm? Cái yếu tố mà hỗ trợ cho các anh chị em đến thành công á, đúng mà chúng ta thấy rằng là hồi nãy năng lượng chúng ta đỉnh cao mà. Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có cái năng lượng đỉnh cao đó là chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và chúng ta đi đến thành công rất là nhanh đúng không ạ? Vậy thì bây giờ em sẽ hỏi các anh chị em là trong cái con đường đến thành công, cái yếu tố năng lượng theo các anh chị em là nó chiếm bao nhiêu điểm? Ví dụ như em theo lấy thang điểm từ 1 tới 10 á, thì theo các anh chị em là các anh chị em cho nó bao nhiêu điểm? Từ 1 tới 10 thì năng lượng nó bao nhiêu điểm đây? Các anh chị em cho nó bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm thì được ạ? Các anh chị em comment được mà, em thấy là các anh chị em comment 10 điểm. Anh Trung Văn nói là 9 điểm. Ngọc Hiền 10 điểm. Phạm Nga nói là 9 10 điểm. 10 điểm. Tất cả các anh chị em là 10 điểm đúng không ạ? Có không? Năng lượng chiếm 10 điểm. Ok, em theo nhìn thấy rất là nhiều comment đúng không? Và em nói các anh chị em biết, năng lượng nó phải là 11 điểm. Nó phải ở cái mức là trên cái mức 10 điểm luôn các anh chị. Nếu như cái thang điểm là từ 1 tới 10 thì năng lượng nó phải hơn cái mức đó. Nó quan trọng trong cái việc các anh chị em đạt được thành công rất là nhiều. Ok em ạ. Vậy thì tại sao? Tại sao năng lượng nó quan trọng như vậy? Mà chúng ta nhìn những người xung quanh chúng ta, có nhiều người có được cái trạng thái năng lượng cao mà. Bao nhiêu trong số các anh chị em quan sát nhìn những người xung quanh chúng ta đấy, các anh chị em thấy rằng là nhiều người có trạng thái năng lượng đỉnh cao không? Có không? Hay là chỉ gặp em thôi mới có được điều đó thôi, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị em quan sát những người xung quanh chúng ta đấy, những cái người mà mình gặp hàng ngày đó, được bao nhiêu có người trạng thái năng lượng đỉnh cao? Được bao nhiêu người có trạng thái năng lượng tốt ạ? Được nhiều không ạ? Tại sao người ta không có được cái trạng thái năng lượng? Mặc dù á, cái trạng thái năng lượng nó quan trọng trong cái việc chúng ta đạt được thành công như vậy mà, nó quan trọng trong cái cuộc sống các anh chị như vậy mà, nhưng vậy tại sao nhiều người lại không có được cái trạng thái năng lượng đó? Tại sao chứ? Nó quan trọng như vậy mà. Có không anh chị? Các anh chị quan sát các anh chị thấy có không ạ? Có không? Không hề. Cực kỳ ít. Các anh chị em đến công ty á, những anh chị em nào mà làm công ty, các anh chị có phải là các anh chị em đến công ty, các anh chị em thấy ai cũng gì ạ? Nó nhìn nhau vậy nè, đúng không? Nó chào nhau bằng cái khuôn mặt gì ạ? Một cái khuôn mặt mà nó không có thích xíu nào hết. Có không ạ? Hoặc là các anh chị em đến một cái môi trường nào đó, các anh chị em đến một cái chỗ nào mà nó có nhiều người á, các anh chị em quan sát cái thần thái của họ sao ạ? Cái năng lượng ok mà. Nhưng mà khi các anh chị em nhìn theo, các anh chị em thấy khác không? Các anh chị em gặp em theo, các anh chị em thấy khác không? Tại vì cái người mà thuộc cái tiếp người giống như em theo là cái người có trạng thái, luôn có trạng thái năng lượng đỉnh cao trong người. Các anh chị em chỉ cần gặp một phát là nó ảnh hưởng các anh chị em luôn. Còn các anh chị em đến những cái nơi mà những cái người mà họ không có được cái trạng thái này, các anh chị em thấy nó xèo không? Thấy cái năng lượng nó xèo xèo không ạ? Thấy cái năng lượng mà nó khoái trong người không? Có không các anh chị? Vậy thì tại sao năng lượng nó quan trọng với các anh chị em như vậy mà rất là ít người có được cái trạng thái năng lượng này? Tại sao? Tại vì các anh chị biết sao mà, lúc nhỏ chúng ta sinh ra, vốn dĩ chúng ta sinh ra, chúng ta đã là một đứa có cái trường năng lượng rất là mạnh. Các anh chị có thể quan sát những đứa trẻ con của mình mới sinh ra, nó cực kỳ năng lượng nó rất là cao. Nó có thể chơi cả ngày đúng không ạ? Nó chạy sòng sọc, nó chơi cả ngày mà các anh chị em chơi lại đứa trẻ là không bao giờ các anh chị chơi lại được. Bởi vì năng lượng của nó rất là nhiều. Nó có thể chạy đúng không? Nó dí các anh chị chạy, các anh chị chạy không lại luôn đúng không? Các anh chị chạy chút xíu, các anh chị véo giòn, trong khi nó chạy tùng tung, nó chạy khắp cái nhà, nó chạy ra ngoài vườn, nó chạy tới chạy lui. Chúng ta cứ nói có tới đường cái chạy nữa. Chạy như vậy là con sẽ đuối đó. Nhưng mà nó có đuối đâu, các anh chị em đuối chứ nó có đuối đâu, đúng không ạ? Bởi vì con các anh chị, một đứa trẻ sinh ra thì ạ, cái trường năng lượng của nó cực kỳ mạnh, cái trạng thái năng lượng của nó luôn ở đỉnh cao. Và nó có thể chơi cả sáng tối luôn. Và em theo nhớ là lúc nhỏ đó là em theo chuyên gia bị cha của mình nó là kêu vô ngủ trưa. Ê, vô ngủ. Nhưng mà trưa là cái khoảng thời gian mình thích chơi nhất. Mình rủ bạn bè, mình chơi cái này, mình chơi cái kia, mà cứ tới trưa là cha cứ kêu vô ngủ.
trong khi mình không có muốn ngủ mà chỉ muốn chơi thôi. Tại sao mà cha cứ bắt con ngủ trong khi con chỉ muốn chơi thôi? Mà cha là sợ mình thiếu ngủ. Cha sợ thiếu ngủ tại vì vậy? Tại vì những người lớn mà sao ạ? Trưa là họ phải ngủ trưa, tại vì cái năng lượng họ nó hết rồi. Họ sử dụng cái năng lượng tới trưa là nó hết rồi, họ phải nghỉ. Ở đây là sao ạ? Mà còn những mấy đứa trẻ sao nó cứ khoái chơi, nó không có thích ngủ trưa các anh chị mà. Các anh chị có công nhận gì không? Mấy đứa con của mình nhìn đây coi, trưa nó có thể ngủ trưa đâu. Tại vì năng lượng nó nhiều quá mà. Bây giờ nó ngủ là sao mà nó ngủ được, năng lượng cao nó không ngủ được. Và các anh chị có biết là mỗi lần em theo livestream cho các anh chị em xong á là phải 2 tiếng sau em theo mới có thể là gì? Mới có thể đi ngủ được. Bởi vì cái trường năng lượng nó còn ở trong người em, nó không thể nào ngủ được các anh chị. Đó, nó mạnh tới cái mức như vậy. Và vậy thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao ạ? Tại sao cái đứa trẻ nó sinh ra trên cuộc đời này nó có cái năng lượng rất là mạnh, thậm chí là nó quằn quặt cả ngày mà nó chả sao hết, tối nó vẫn khỏe re đúng không ạ? Tại sao ạ? Mà khi mà lớn lên, tại vì khi mà chúng ta sinh ra như vậy và chúng ta lớn lên, các anh chị biết không, chúng ta lớn lên một chút, chúng ta lớn lên một chút, chúng ta thoát ra khỏi cái nhà của mình, chúng ta đi đến trường, chúng ta học. Và vô tình cái ngôi trường của mình á là đang đào tạo cho những người làm thuê. Cái ngôi trường của mình á đào tạo cho những cái người ở cái thế kỷ 20. Cái thế kỷ 20 là cái thế kỷ mà đào tạo con người để đi làm thuê, đi làm công. Là sao ạ? Đi làm thuê, đi làm công thì các bạn phải sao? Các bạn phải ngồi nghiêm túc. Các bạn phải từ tốn và ngồi nghiêm túc. Và đi làm thuê, đi làm công là các bạn phải là một cái người là biết nghe lời. Là một cái người là phải biết nghe lời và phải giỏi về cái việc là gì ạ? Nghe lời để mà làm việc cho người khác. Đúng không ạ? Các anh chị công nhận hay không? Cái trường lớp của chúng ta dạy hiện tại là đang dạy cho chúng ta đi làm thuê. Vì vậy nên là sao cứ chuông reng đúng không ạ? Là gì? Tới cái giờ mà đánh trống trường đúng không? Bum 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 là các anh chị phải chạy vô đúng cái chỗ ngồi của mình liền. Chạy vô ngồi đúng chỗ nha. Em theo nhớ cái thời đó em theo đi học, các anh chị biết không ạ? Đi học cấp 2 các anh chị biết không? Cứ mẫu mà cứ vừa đạp xe tới trường là tránh đóng bùm cái là vô lớp. Vô lớp là dẹp cái xe vô lớp ngồi y chỗ luôn các anh chị. Cái thời đó em theo cảm nhận sao mà mình đi học nó phí cuộc đời. Ý là cái khoảng thời gian đi học như vậy nó phí cái cuộc đời quá. Cứ vô lớp là trống đánh cái là vô ngồi đúng cái chỗ đó luôn. Và ngồi cái chỗ đó cho đến khi ra chơi. Ra chơi đó là gì ạ? Chúng ta đi xuống, ra chơi được 15 phút thì em theo sẽ đi xuống dưới và tập thể dục giữa giờ. Vừa tập thể dục giữa giờ xong quay qua quay lại hết giờ, cuối cùng tránh bóng cái bùm đầu chui lên ngồi đúng cái vị trí đó tiếp. Xong rồi học xong thì sao? Tránh đánh cái bùm rồi đi ra đi về hết ngày. Đó là cuộc đời đi học cái cấp 2 của em theo đó. Là các anh chị em cảm thấy sợ đó, bởi vì là trường lớp của chúng ta nó đang dạy cho chúng ta là một cái người thụ động, là một cái người vô lớp á, là mình phải ngồi nghiêm. Chỉ cần mà bạn mở miệng bạn loay hoay một chút thôi là bị cô phạt liền, bị thầy cô phạt liền, đúng không ạ? Vô tình nó tạo cho các anh chị em một cái con người thụ động. Khi nào cô bảo thì mới được nói, cô không cho phép mà mày nói là mày bị leo lên sổ đồ bài mày ngồi liền, đúng không ạ? Đó là nó làm cho chúng ta bị thụ động đi. Và cứ như vậy nó cứ kéo dài trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta. Và chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, chúng ta chỉ biết nhìn nhau và nhìn nhau. Nhìn nhau và nhìn nhau, mắt nhìn nhau, đưa mắt nhìn nhau. Xong gặp nhau chúng ta chỉ biết nhìn nhau và hỏi ồ hôm nay khỏe không vậy, xong hết ngày. Có đúng như vậy không ạ? Nhưng mà các anh chị đi offline đi, em theo sẽ cho các anh chị biết cái cách các anh chị em gặp một cái con người, các anh chị sẽ bày tỏ như thế nào. Như thế nào mới gọi là trường thái năng lượng đỉnh cao gặp nhau? Những con người trường thái năng lượng đỉnh cao gặp nhau nó khác các anh chị. Nó không có phải là thuộc cái tiếp mà vô công ty bắt đầu nhìn anh chị, à chào chị rồi hết. Hiểu không ạ? Nó khác. Cái năng lượng nó khác. Vậy thì sao ạ? Thì vô tình các anh chị em lớn lên và cho em hỏi bao nhiêu trong số các anh chị em ở đây? Các anh chị em là những con người hằng ngày mở mắt thức dậy, đi làm rồi đi về với một cái trạng thái năng lượng đều đều bình bình nhảm nhẹt, hoặc là gì chán phèo, thì có thể comment tôi đang như thế được không ạ? Có thể comment được không? Bởi vì sao ạ? Vô tình các anh chị em đã bị huấn luyện trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Nhưng kể từ nay trở về đi, các anh chị em gặp em thêm vào cái chương trình livestream này, vào cái chương trình Zoom sáng, thì đòi hỏi kể từ giây phút này trở đi không bao giờ các anh chị em để các anh chị em có trạng thái năng lượng như vậy nữa. Và kể từ giây phút này trở đi các anh chị em là những người có trạng thái năng lượng đỉnh cao, là những cái người sao ạ luôn luôn hướng về cái sự thành công của mình.
và đi offline đi, em mới giúp các anh chị em điều đó được. Còn không thì vào chương trình Zoom sáng đi, chúng ta sẽ luyện với nhau. Nhưng mà gặp em theo trực tiếp á, nó sẽ nhanh hơn. Uống nước, uống nước. Đúng không ạ? Cho em hỏi các anh chị em nè, các anh chị em đã gặp những cái người có trạng thái năng lượng xèo xèo chưa? Các anh chị em nhìn thấy họ lúc nào cũng phấn khích được không? Nhìn thấy lúc nào nó cũng xèo xèo, nó không có làm gì, cũng nhẹ nhàng, từ từ. Nó cái mặt lúc nào nó cũng trụ bụ vậy nè. Cái miệng của các anh chị em nó cái trụ bụ là gì nè, đúng không? Cái miệng nó cứ chúm chúm lại như nè. Cái miệng thậm chí nó không có mở ra được nữa. Cái miệng nó chúm chúm như này, không mở ra luôn. Không mở ra được luôn. Gọi người ta gọi là không có kéo được cái da non ra, đúng không ạ? Đây là từ nay ra về sau, các anh chị em phải luôn phấn khích, luôn năng lượng đỉnh cao. Và hãy làm điều đó cùng em được không? Hãy làm cái điều đó cùng em được không? Các anh chị em thay đổi cái cảm xúc của mình thôi, thay đổi cái trạng thái của mình thôi, các anh chị em thay đổi được cuộc đời. Tại vì các anh chị em sẽ không làm được cái gì nếu như cái trạng thái các anh chị em nó cứ xèo vậy nè. Anh chị em hiểu không ạ? Ok. Và câu lạc bộ Đại học Tỷ Đô, Đại học Tỷ Đô là một cái môi trường giúp cho các anh chị em gì ạ? Thay đổi mọi thứ, giúp cho các anh chị em kiến tạo một con người vĩ đại, một con người hướng tới cái sự thành công tài chính tốt nhất, giàu có nhất, khỏe mạnh nhất và một có một cái trạng thái tốt nhất. Cái trạng thái năng lượng nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Ok. Vậy thì sao ạ? Vậy thì năng lượng nó quan trọng như vậy thì năng lượng đến từ đâu? Năng lượng quan trọng như vậy thì năng lượng đến từ đâu ạ? À, cái năng lượng ở này nó không phải đến từ thức ăn, nó không có phải đến từ giấc ngủ đâu các anh chị, mà cái năng lượng này nó đến từ những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta, được không ạ? Những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta, và nó sẽ cái suy nghĩ nó sẽ sinh ra cái cảm xúc, và cái cảm xúc đó nó sẽ quyết định cái trạng thái năng lượng của mình. Và một phần nữa là cái trạng thái năng lượng của mình nó được quyết định bởi cái trạng thái cơ thể của mình nữa. Vậy thì em xin nhắc lại, năng lượng nó sinh ra từ đâu? Hai yếu tố gì các chị nhớ không? Yếu tố thứ nhất là cái trạng, cái tinh thần của mình, cái suy nghĩ của mình, cái trạng thái cảm xúc của mình, được không ạ? Và cái thứ hai là gì ạ? Là cái trạng thái cơ thể của mình. Ok, các anh chị nghe rõ không ạ? Để mà chúng ta biết năng lượng nó rất là quan trọng thì chúng ta phải biết năng lượng nó đến từ đâu. Khi chúng ta biết được năng lượng đến từ đâu thì chúng ta có thể tạo ra được năng lượng cho cơ thể của mình, được không? Năng lượng nó đến từ đâu ạ? Từ cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình. Suy nghĩ sẽ dẫn đến cảm xúc, nên là từ cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình nó sẽ sinh ra cái năng lượng. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Là cái năng lượng nó sẽ gì ạ? Nó được quyết định bởi cái trạng thái cơ thể của mình nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì suy nghĩ, bởi vì là gì ạ? Cái tâm trí của chúng ta với lại cái cơ thể của chúng ta nó là một. Tâm trí và cơ thể của chúng ta nó là một. Và khi tâm trí và cơ thể cùng ở một cái trạng thái đỉnh cao thì sẽ cho ra một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Hiểu cái gì em hiểu nói không ạ? Vậy thì làm sao để lúc nào chúng ta cũng ở vào cái trạng thái năng lượng đỉnh cao đấy? Đó là chúng ta phải gì ạ? Kiểm soát được cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình và kiểm soát được cái trạng thái cơ thể của mình, được không? Vậy ngày hôm nay em Theo sẽ giúp cho các anh chị em làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái trạng thái suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình và đồng thời sẽ kiểm soát cái trạng thái cơ thể của mình, được không ạ? Ok, để lúc nào chúng ta cũng có một cái năng lượng đỉnh cao nhất. Rồi, hồi nãy em Theo đã nói, một cái con người mà muốn hoàn hảo á, các anh chị em muốn mà trở thành một cái người hoàn hảo, một cái người truyền cảm hứng cho hàng ngàn người, hàng triệu người, một cái người là một cái tấm gương sáng để cho người khác phải noi theo, là một cái tấm gương truyền cảm hứng cho người khác dám dấn thân lập nghiệp làm giàu, thì đòi hỏi các anh chị phải phát triển về ba lĩnh vực: sinh lý, các anh chị phải tốt, cơ thể các anh chị, body các anh chị phải siêu đẹp, siêu khỏe mạnh. Cái thứ hai là về gì ạ? Tư duy các anh chị em phải cao, hằng ngày các anh chị em phải phát triển lên, phải có tư duy triệu phú, đồng thời là tư duy tỷ phú. Cái thứ ba là các anh chị em phải có một cái trạng thái cảm xúc lúc nào cũng phải đỉnh cao. Và các anh chị em là cái người biết tiết chế, kiểm soát cái cảm xúc của mình,
Bởi vì khi các anh chị em biết tiết chế và điều tiết và kiểm soát cái cảm xúc của mình, các anh chị em sẽ kiểm soát được cái trạng thái năng lượng của mình. Và cái trạng thái năng lượng của các anh chị em mà nó tốt thì các anh chị em sẽ hành động tốt. Hiểu những gì em theo nói không ạ? Xin hỏi là các bạn có hiểu những gì em theo nói không? Có không? Trả lời. Ok. Vậy thì làm sao đây? Làm sao để kiểm soát cái cảm xúc của mình? Làm sao để kiểm soát được cái trạng thái là cơ thể của mình đây ạ? Và em theo sẽ nói về cảm xúc trước. Nếu như còn thời gian thì em theo sẽ nói về trạng thái cơ thể. Nếu như không còn thời gian, em theo sẽ dời qua live stream tiếp theo vào ngày hôm sau được không? Ok. Cảm xúc của các anh chị em nó đến từ đâu ạ? Suy nghĩ tạo ra cảm xúc. Cảm xúc dẫn đến hành động. Hành động cho ra kết quả. Vậy thì cảm xúc các anh chị em đến từ đâu? Cảm xúc của các anh chị em nó sẽ sinh ra nhờ cái suy nghĩ của các anh chị em. Và hiện tại các anh chị em đang suy nghĩ cái gì thì cảm xúc nó sẽ tập trung vào đó. Được không ạ? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn có cảm xúc giàu có, chúng ta muốn chúng ta luôn luôn có cảm xúc về cái sự thịnh vượng, giàu có, cảm xúc yêu thương, cảm xúc hưng phấn, cảm xúc tuyệt vời, cảm xúc đỉnh cao, thì suy nghĩ các anh chị em nó phải tập trung về những cái gì ạ? Về những cái suy nghĩ nào mà hỗ trợ chúng ta giàu có, hỗ trợ cho chúng ta cảm thấy yêu thương, hỗ trợ cho chúng ta được cảm thấy yêu thương, hỗ trợ cho chúng ta những cái suy nghĩ cho chúng ta cảm thấy được tôn trọng, được giàu có, được thịnh vượng. Em thấy có ví dụ diễn ra như sau. Một cái người đàn ông và một cái người phụ nữ hẹn nhau đi ăn cơm tối, hẹn nhau lúc 7 giờ tối có mặt để ăn. Nhưng mà khi mà đến 7 giờ tối thì chỉ có người phụ nữ đến trước và người đàn ông chưa đến. Thì cái người phụ nữ này đã đợi 7 giờ tối mà chưa thấy người đàn ông đến. Cô ấy bắt đầu có những cái suy nghĩ chạy qua trong đầu của mình. Và cô ấy lại ngồi đợi, đợi cho đến khi 7 giờ rưỡi vẫn không thấy người đàn ông đâu. Vẫn không thấy người đàn ông liên lạc. Thì cô ấy có những cái suy nghĩ bắt đầu chạy qua cái bộ não của mình. Và suy nghĩ nó sẽ sinh ra cảm xúc. Và cô ấy tiếp tục đợi cho đến 8 giờ và không thấy người đàn ông đâu và không thấy cuộc gọi nào cả. Cô ấy quyết định gọi cho cái người đàn ông này và nhắc máy lên, đó là thuê bao của khách gọi không liên lạc được. Và sao ạ? Và trong đầu cô ấy bắt đầu sinh ra những cái suy nghĩ nó nhiều hơn và đưa ra những cái cảm xúc nó khác thường. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xét cái suy nghĩ của cô gái này như thế nào. Nếu như cô gái này suy nghĩ rằng là người đàn ông này không tôn trọng mình, không yêu thương mình. Người đàn ông này không tôn trọng mình rồi, không yêu thương mình. Và cái suy nghĩ là người đàn ông không tôn trọng mình, không yêu thương mình, đã bỏ mình ở đây, đã hẹn mình đi ăn mà không giữ đúng lời hứa và bỏ mình ở đây. Thì cái suy nghĩ đó sẽ cho cô này cảm xúc gì các anh chị? Suy nghĩ đó cho cô này cảm xúc gì ạ? Cho cô gái này cảm xúc gì các anh chị? Đó chính là một cái cảm xúc bực tức. Một cái cảm xúc mà nó bực ở trong người, nó nóng gan, nóng ruột, đúng không ạ? Chỉ muốn là gì ạ? Chỉ muốn là gặp cái người đàn ông này để mà chửi cái người đàn ông này te tua thôi. Để mà gì ạ? Để mà chia tay ly dị và ghét bỏ cái người đàn ông này thôi. Có đúng vậy không ạ? Có phải suy nghĩ sinh ra cảm xúc chưa? Anh chị em có thống nhất là suy nghĩ tạo ra cảm xúc chưa? Vậy thì cô gái này có quyền được chọn cái suy nghĩ trong đầu không? Cho em hỏi các anh chị em, cô gái này có quyền được chọn suy nghĩ trong đầu không? Có quyền không? Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn cái suy nghĩ đó? Chúng ta có thể chọn suy nghĩ khác được không? Ví dụ như cô gái này chọn cái suy nghĩ là gì ạ? Không biết rằng là có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này không? Liệu là không biết là có cái chuyện gì nó không an toàn xảy ra với cái người đàn ông này không nhỉ? Nếu như có cái chuyện gì không an toàn xảy ra thì sao đây? Bắt đầu sau cái suy nghĩ này nó sẽ tạo ra cảm giác gì? Cảm giác gì? Cảm giác gì? Cảm giác lo lắng. Ô, lâu quá. Bây giờ mình thấy lo. Hơn tiếng đồng hồ mà không thấy đâu hết, mà gọi điện không được, thấy lo quá. Không biết là cái người đàn ông này có sao không nhỉ? Bây giờ cho em hỏi các anh chị em là cảm xúc bực tức, cả
cảm xúc lo lắng. Hai cái cảm xúc này nó có cho các anh chị em trạng thái năng lượng đỉnh cao được không? Có cho các anh chị em trạng thái năng lượng đỉnh cao không? Có không ạ? Được không? Không. Vậy thì cảm xúc bực tức chúng ta suy nghĩ đó chúng ta cũng không được. Mà cái suy nghĩ mà cho chúng ta cảm xúc lo lắng chúng ta cũng không chọn. Được không ạ? Chúng ta có thể loại hai suy nghĩ này ra được không? Vậy thì cô gái có quyền được chọn cái suy nghĩ trong đầu mình không? Và cái suy nghĩ thứ ba nè. Không sao. Thật ra thì cũng không có sao đâu. Tại vì là cái người đàn ông này khỏe mạnh mà. Đúng không? Tiềm thức mách bảo là người đàn ông này luôn khỏe mạnh và đang trên đường đến. Thì nếu mà có cái chuyện gì thì cũng không có sao cả. Đúng không ạ? Tại vì luôn có ánh hào quang tiềm thức bảo vệ. Thứ hai nữa rằng là nếu như người đàn ông này thật sự mà không có yêu mình ấy và làm cái chuyện đó với mình thì cũng không sao. Tại vì người ta cũng không còn cái tình cảm nữa rồi. Thì người ta có thể là gì ạ? Đôi lúc người ta không có thích mình nữa thì người ta bỏ mình như vậy cũng được. Thì sẽ qua vụ này, qua cái việc này thì mình biết được rằng là người đàn ông này không phải là người đàn ông mà mình dành hết cả cuộc đời cho họ. Nên là thôi không sao. Nếu như mình đợi thêm xíu nữa mà mình không thấy thì mình có thể là gì? Mình có thể đi về và bắt đầu ngày hôm sau mình sống một cuộc sống mới. Đó. Còn cái chuyện mà người này có sao không thì chắc cũng không sao. Tại vì tiềm thức sẽ luôn bảo vệ cái người đàn ông này. Được không? Cái suy nghĩ này cho cảm xúc gì? Cho người này cảm xúc gì ạ? Cho người này cảm xúc là gì ạ? Bình an. Cảm xúc gì ạ? Mọi chuyện đều sắp xếp cho một trật tự linh thiêng. Cảm xúc bình an. Và nghĩ sao ra vậy? Nếu như cô này nói là tiềm thức sẽ bảo vệ cái người đàn ông này thì cái người đàn ông này cũng không có sao. Và sẽ được tiềm thức luôn bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra. Thứ hai nữa, nếu như người đàn ông này mà không còn yêu thương cô gái này nữa và vô tình đối xử như vậy và không có muốn liên lạc với cô gái này thì cũng không sao. Chính vì nhờ như vậy thì mình mới biết được là mình có nên dành cái tình cảm hay là dành cả cuộc đời mình với người đàn ông này không. Đúng không ạ? Và cứ như thế thôi thì bây giờ mình gọi đồ ăn. Thôi thì mình gọi đồ ăn ra mình ăn trước đi. Rồi á, nếu như mà nửa tiếng nữa bạn nó tới thì mình ăn cùng, và không tới thì thôi thì mình đi về. Được không ạ? Ok, nhàn nhã thanh thơi, suy nghĩ bình an chưa ạ? Đấy, và cái trạng thái năng lượng lúc nào cũng đỉnh cao, đúng không? Lúc nào cũng đỉnh cao, lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng gì ạ? Mọi việc diễn ra theo cái điều tốt đẹp nhất. Vậy cho em theo hỏi các anh chị. Với ba cái suy nghĩ ở trên, các anh chị em chọn suy nghĩ nào là tốt nhất cho các anh chị em và cho người khác? Nếu như các anh chị em chọn suy nghĩ số 1, nó tốt cho các anh chị em không? Tốt không? Và nó có tốt cho cái người đàn ông kia không? Có không? Không. Không có tốt cho ai hết. Vậy thì chọn làm gì các anh chị? Chọn làm gì? Vậy thì chúng ta sẽ chọn suy nghĩ số 2. Các anh chị em chọn suy nghĩ số 2 có tốt cho các anh chị em không? Lo lắng có tốt cho mình không? Có không? Trả lời. À, không. Không có tốt cho các anh chị em. Mà nếu như các anh chị em chọn cái suy nghĩ lo lắng, các anh chị em phát ra cái trường năng lượng lo lắng, cái trường năng lượng mà nó không bình an cho cái người đàn ông kia, cái tiềm thức sao mà tiềm thức nó thấy vậy cái mà nó phóng nó làm cho người đàn ông không an toàn luôn. Vậy thì có tốt cho người đàn ông kia không? Có không? À, cũng không luôn. Vậy thì các anh chị em chọn suy nghĩ số 3 là tốt nhất. Cái suy nghĩ số 3 nó sẽ cho các anh chị em cảm xúc hưng phấn, cái cảm xúc mà mọi chuyện vẫn bình yên và mọi chuyện vẫn rất là tốt đẹp. Mọi chuyện xảy ra là giúp cho chúng ta tốt lên. Mọi chuyện xảy ra giúp cho chúng ta giàu hơn. Mọi chuyện xảy ra giúp cho chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Ok. Và cái suy nghĩ số 3 là cái suy nghĩ mà sẽ giúp cho các anh chị bình an, khỏe mạnh và cũng có thể hỗ trợ cho người kia vẫn an toàn, khỏe mạnh luôn. Không có cái chuyện gì mà xảy ra đây cả. Và lúc nào các anh chị cũng có cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Được không ạ? Và các anh chị em, nếu như các anh chị em là một cái người đỡ như vậy, người ta gọi các anh chị em là một cái người tâm tịnh. Tâm các anh chị em phải tịnh. Tâm các anh chị em tịnh, các anh chị em mới làm được những cái điều như thế. Và nếu như các anh chị em kiểm soát được cảm xúc của mình như vậy, các anh chị em là gọi giống như là tiên giáng trần vậy. Là một cô tiên. Là một cái cô tiên mà được rớt xuống trần gian để gì ạ? Để giúp được cái cuộc đời này tốt đẹp hơn. Và em theo luôn mong muốn rằng mình có thể mang được cái bài học này giúp cho hàng ngàn anh chị em. Chỉ cần các anh chị em biết cách kiểm soát cuộc sống, cái cảm xúc của mình thôi, các anh chị em sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Và vừa kiểm soát cảm xúc, vừa tăng tư duy,
và vừa phát triển về sinh lý nữa, thì các anh chị em cuộc đời các anh chị em thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, đó là cái chuyện mà em Thiều có thể đón trước được. Đó là về mặt cảm xúc. Đến offline đi, em Thiều sẽ hỗ trợ cho các anh chị em tốt hơn nữa. Nó còn nhiều cái thứ lắm. Ok ha. Ở đây thì em Thiều chỉ có thể hỗ trợ các anh chị em bấy nhiêu thôi. Hy vọng là sẽ giúp các anh chị em tốt hơn. Rồi, rồi nhá. Đó là về cái cảm xúc. Vậy thì về cái kiểm soát cái trạng thái cơ thể của mình thì sao nhỉ? Cái cảm xúc như thế, cảm xúc tốt như vậy, nó sẽ sinh ra cho các anh chị em cái năng lượng đỉnh cao. Và trong quá trình các anh chị em học ở đây nè, học cái chủ đề chim này nè, các anh chị em phải gieo vô đầu của mình những cái suy nghĩ hỗ trợ sự giàu có. Hôm trước thì đã nói đúng không ạ? Trong đầu của các anh chị em phải lắp đầy toàn bộ tất cả những cái suy nghĩ hỗ trợ sự giàu có. Bởi vì cái suy nghĩ đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giúp cho các anh chị em gì ạ? Luôn luôn có cảm xúc giàu có. Cảm xúc giàu có sẽ quyết định cái trạng thái năng lượng lúc nào cũng đỉnh cao, hưng phấn, phấn khởi. Và nó sinh ra những cái hành động, hành động mạnh mẽ để tạo ra kết quả tốt nhất cho các anh chị em. Suy nghĩ hỗ trợ sự giàu có. Và anh chị em chưa có biết là gì ạ? Dù em theo học cái chủ livestream này, dù ai nó ngã, nó nghiêng, có nói gì đi chăng nữa thì cũng không làm thay đổi cái cảm xúc của em theo được. Và em cho em hỏi các anh chị em, có rất là nhiều người nói lần này, do bạn nên tôi rất là buồn, vì bạn làm như vậy nên tôi cảm thấy cực kỳ buồn. Và tôi buồn lắm, tôi buồn bởi vì cái hành động của bạn, tôi buồn bởi vì là những cái cách bạn làm, cách bạn cư xử. Cho em hỏi các anh chị em nè, anh chị em buồn vì cái suy nghĩ của mình hay là buồn vì cái nhỏ nó nói? Hả? Các anh chị em buồn là do cái suy nghĩ trong đầu của các anh chị em, hay là các anh chị em buồn á là do cái đứa kia nó nói cái gì đó? Có một số anh chị em nói là trời ơi, mình cảm thấy bực quá đúng không? Mới vừa ra đường gặp nhỏ kia nó nói không tốt về mình, nó nói mình thế này thế kia, mình cảm thấy sao mình nóng trong người, mình muốn gì á. Cho em hỏi các anh chị em, cái người đó cảm thấy bực là do cái suy nghĩ trong đầu của họ hay là do cái người kia nói cái gì đó? Do cái gì ạ? Là do cái suy nghĩ nhảm nhí trong đầu của các anh chị. Người ta mới nói các anh chị em là ê, mày học cái này bị lừa đảo đó nha, học cái này không phải tốt đâu. Ồ, nó dàn danh bố chặn ra là học lừa đảo đó. Các anh chị em trong đầu, các anh chị em bắt đầu sao? Lo lắng, lo quá trời lo luôn. Trong đầu bắt đầu mới suy ra cái suy nghĩ, ồ, có khi nào mình bị lừa không ta? Có khi nào mình học cái này nó không tạo cho mình kết quả không ta? Bắt đầu lo lắng. Bắt đầu là lo lắng, thôi là lo lắng đúng không ạ? Cái bắt đầu liên hệ support, bắt đầu hỏi tùm lum ta la hết. Này sao em, rồi sao vậy em, cái này cái kia. Đó là do suy nghĩ trong đầu các anh chị em khiến cho các anh chị em lo lắng, hay là do cái người kia nói này các anh chị em khiến các anh chị em lo lắng? Là do cái suy nghĩ nhảm nhí trong cuộc đời, cái đầu các anh chị em đấy. Nhưng mà thay vì chúng ta đưa cái suy nghĩ nhảm nhí trong đầu chúng ta tập trung vào kết quả của mình, chúng ta tập trung, chúng ta phát triển tư duy, chúng ta tập trung, chúng ta phát triển cái con người mình lên để tạo ra kết quả tốt hơn không? Được hơn không? Ok không ạ? Đó, nên là gì ạ? Nên là ngày xưa cái lúc mà em theo học các anh chị em, nhiều đứa nó nói vô nó ra, bạn bè nó cũng nói, mà người thân gia đình ai cũng nói quá trời nói, nhưng mà sao em theo vẫn là em theo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái suy nghĩ trong đầu của mình nó lấp đầy toàn bộ là suy nghĩ hỗ trợ sự giàu có, tư duy người giàu, tiềm thức vũ trụ, rồi tiền về này kia, nó không có cái khoảng trống để mà nó chứa những cái suy nghĩ nhảm nhí kia. Vì vậy sao? Vì vậy cái trạng thái năng lượng cảm xúc em theo lúc nào cũng lăng lăng sự giàu có. Cái cảm xúc đó nó sinh ra cái trạng thái năng lượng đỉnh cao, lúc nào cũng hưng phấn, lúc nào cũng phấn chấn, lúc nào cũng tuyệt vời. Lúc nào cũng tiền về, lúc nào cũng 100 triệu tiền lợi nhuận, lúc nào cũng 500 triệu tiền lợi nhuận, lúc nào cũng 5 tỷ tiền lợi nhuận. Thì sao ạ? Ăn mừng liên tục tiền, lúc nào cũng ăn mừng liên tục tiền về, cứ thấy ai tiền về luôn ăn mừng lên, yes lên. Là sao ạ? Là cái cảm xúc giàu có nó cứ nằm trong đầu của mình. Nó cứ từng giây từng phút như vậy, nó không có thời gian để mà lọt những cái suy nghĩ nhảm nhí vô. Vì vậy đây là trạng thái của em theo, các em nhìn thấy nó lúc nào nó cũng vậy. Lúc nào nó cũng đỉnh cao, lúc nào nó cũng hưng phấn, lúc nào nó cũng tràn ngập cái sự giàu có. Bởi vì sao ạ? Bây giờ em theo muốn nhắc tới cái chỗ ăn mừng thành công này.
Đó là lý do mà chúng ta phải ăn mừng thành công từng giây từng phút trôi qua. Chúng ta phải ăn mừng thành công liên tục trong cả một ngày vậy đó. Nếu mà chúng ta không thấy tiền về thì chúng ta tự động chúng ta ăn mừng vậy đó. Tự nhiên cái chúng ta ăn mừng vậy được không? Được không? Có ai cấm các anh chị không? Và các anh chị biết mà có rất là nhiều người á cứ nghĩ rằng là phải có cái gì to lớn lắm thì tôi mới ăn mừng. Có rất là nhiều người nói là gì ạ? Hôm nay có cái thành công gì đâu mà ăn mừng. Nhưng mà cho em hỏi cái gì nè, chúng ta thích ăn mừng được không? Ăn mừng không cần lý do được không? Bây giờ tôi ăn mừng không cần lý do được không các anh chị? Có ai cấm các anh chị không? Và thường các anh chị em phải nói là gì? Ăn mừng hả? Ăn mừng thành công hả? Theo bữa nay chị không có cái thành công gì để ăn mừng hết Theo ơi. Thôi hôm nay chị không ăn mừng, ngày mai chị ăn mừng được không? Nhưng mà các anh chị em phải hiểu là gì ạ? Tiềm thức á là nó phải gì? Nó phải sống như thể đạt được rồi thì nó mới cho. Vì vậy nên là gì ạ? Kể từ giây phút này cho về đi, các anh chị em sẽ gì ạ? Ăn mừng không cần lý do cho em được không? Yeah, siêu tiền siêu thức, yes. Ok, nó không có lý do gì đâu, không có lý do gì hết. Em theo bán ăn mừng bình thường và em theo làm cái điều đó cả ngày các anh chị. Thì sao ạ? Tiềm thức nó thấy gì ạ? Nó thấy em theo hưng phấn, nó thấy em theo là phấn khích, nó thấy em theo vui. Cái sao ạ? Nó tưởng nó, ô nhỏ này chắc tiền về nhiều lắm, ô nhỏ này chắc là cũng là xứng đáng lắm này. Cái là bắt đầu nó tưởng đâu tiền về thiệt các anh chị. Nó tưởng đâu là mình nhiều tiền thiệt, nó tưởng đâu mình phấn khích là ok, tiền chắc là về nhiều. Và nó nghĩ vậy nó cho thêm các anh chị ạ. Cho thêm. Nên là cả một ngày á, các anh chị em ơi, uống nước mà chả việc sao cũng ăn mừng luôn đi. Ví dụ nha, bây giờ bình thường em đi uống nước vô không? Trời ơi, uống nước được luôn. Yeah, siêu nước dụng, trăm tiền siêu thức. Anh chị em hiểu không? Có nghĩa là tao ăn mừng không cần lý do, không cần biết. Nhưng mà các anh chị em có thể là bị người này nói kia đó. Nhưng mà sao ạ? Không cần biết. Ăn mừng không cần lý do, thích vậy đó, được không? Các anh chị em có thể là gì ạ? Các anh chị em đi vệ sinh ấy. Các anh chị em đi vệ sinh, đi vào đi vệ sinh đúng không ạ? Đi vệ sinh, em hỏi các anh chị em, nếu như mà các anh chị em ăn vô quá nhiều mà các anh chị em không tắm được cái lượng thức ăn thừa ở trong cơ thể cái ra bên ngoài, các anh chị em có dễ chịu không? Vậy tại sao mà mỗi ngày các anh chị em tắm được những cái thứ cặn bã trong người các anh chị em ra ngoài mà các anh chị em không ăn mừng đi? Đúng không ạ? Không ăn mừng đi. Ăn mừng đi chứ. Nếu mà nó nằm ở trong người nó không ra được, cái đó là các anh chị em coi như là không có khỏe luôn đó. Mà các anh chị phải đi tới bệnh viện rồi phải nhờ bác sĩ các kiểu ABC mới khỏe được á, đúng không? Vậy tại sao hàng ngày cơ thể các anh chị em nó tống được ra ngoài giúp cho các anh chị em, tại sao các anh chị không ăn mừng đi? Vô nhà vệ sinh mà đi xong được cái dồn lại chồng một đống luôn, các anh chị em ơi. Yeah, siêu thì siêu thức của chồng. Được không ạ? Rất là nhiều cái thứ để cho các anh chị em ăn mừng. Cực kỳ nhiều thứ để cho các anh chị ăn mừng luôn. Quan trọng là các anh chị không chịu ăn mừng thôi, chứ nhiều thứ lắm. Bắt đầu sao ạ? Các anh chị ăn mừng cả ngày, cái tiềm thức nó tưởng thiệt. Trời ơi, nó kêu trời ơi, nhỏ này đúng là. Bây giờ em hỏi các anh chị em á, nếu như các anh chị em là vũ trụ mà các anh chị em thấy cái đứa lúc nào nó cũng vui và ăn mừng, trời ơi đồ ăn ngon hay nhé, chứ đừng mời chim tôi cho siêu thị siêu thức, trời ơi uống nước đủ luôn nhé, siêu thị siêu thức. Các anh chị em hiểu không? Cái đứa mà nó thấy cái gì nó cũng hào hứng, nó thấy cái gì nó cũng ăn mừng, nó thấy cái gì nó cũng cảm ơn, thấy gì nó cũng yêu thích hết. Thử em hỏi các anh chị em là các anh chị có thích cho những người đó những cái điều tuyệt vời nhất không ạ? Đây là vũ trụ rất thích mấy cái người như vậy. Mà vũ trụ đã thích rồi thì vũ trụ vô số tiền bạc của cái vật chất mà vũ trụ sẽ cho các anh chị em, cho các anh chị em hết luôn, cho các anh chị em mà cho hoài không chán luôn ấy. Càng cho các anh chị em càng ăn mừng đúng không? Cho có mấy ngàn thôi cũng ăn mừng, cho có mấy triệu thôi cũng ăn mừng, cho 100 triệu cũng ăn mừng, cho 5 tỷ cũng ăn mừng. Là sao vậy? Các anh chị em gì? Càng cho các anh chị em càng ăn mừng, thích lắm các anh chị em. Bởi vì sao? Kể từ nay trở về sau, chỉ cần các anh chị em làm được bất cứ thứ gì và không cần lý do, ăn mừng bất chấp cho em được không ạ? Đặc biệt là sáng sớm đi vệ sinh, các anh chị em tắm được cái lượng thức ăn thừa ra bên ngoài, nó là một cái điều tuyệt vời. Nếu như người nào á mà không tắm ra được á, người đó có thể không khỏe luôn á.
Bởi vì sao? Cái đồ ăn thừa là cái mấy cái chất đó là nó nằm ở trong cơ thể của chúng ta, là cái đường ruột của chúng ta sao ạ? Nó sẽ hấp thụ lại những cái vitamin, nó hấp thụ lại những cái đường nước không có tốt đó. Nên là nếu như các anh chị em tống được ra bên ngoài, các anh chị em phải gì ạ? Nhìn lại nhìn quay lại nhìn thấy một đống luôn, là các anh chị em phải ăn mừng lên. Được không? Ok, làm gì ạ? Nên là sao ạ? Từ nay cho về sau em ăn mừng với các anh chị em. Bất kỳ cái gì cũng ăn mừng riết, cái tiềm thức nó nghĩ các anh chị em là nó tưởng các anh chị em là nhiều quá, nó cho thêm. Anh chị em cứ thử làm đi ạ. Từng giờ, từng phút, từng giây cứ ăn mừng hết cho em. Và lên livestream này á, có ai tiền về đâu mà. Ai mà tiền về không cần biết. Thấy nhỏ đó tiền chơi, trời ơi, tiền về yeah, siêu tiền siêu thức siêu dụng. Tôi trong siêu tiền siêu thức tưởng đó là tiền của mình, tiềm thức các anh chị em hiểu không? Tiềm thức nó tưởng đâu, ủa vậy là có tiền về hả? Cái là bắt đầu nó phát ra, nó hút tiền về thêm nha các anh chị em hiểu không? Tiềm thức nó đang ngủ vậy này, nó nghe các anh chị em ăn mừng ye vậy rồi, ủa tiền về hả? Tiền về hả? Để đó nó ra nó hút thêm vô. Đó, nó ra nó hút thêm vô, các anh chị em hiểu em nói không? Tiềm thức nó không có hiểu, không có biết. Nó không có biết tiền của các anh chị em hay tiền của ai. Nó thấy các anh chị em ăn mừng là nó nghĩ tiền về thôi. Mà tiền về đúng không? Tiền về thì ok, ta sẽ cho thêm. Vũ trụ tiềm thức sẽ cho thêm. Nên là cái việc hằng ngày các anh chị em muốn gia tăng cảm xúc giàu có, các anh chị em bằng cách là hãy ăn mừng và hãy nghĩ đến bức tranh của mình. Cứ mỗi ăn mừng á, là nghĩ đến bức tranh của mình. Mỗi lần ăn mừng hãy nghĩ đến cái bức tranh, cái bức tranh mà các anh chị em đã đặt vào cái hôm trước, đã đặt vào cái ngày đó với cùng với em theo á. Ăn mừng nghĩ đến bức tranh của mình 5 tỷ tiền lợi nhuận đúng không ạ? Em theo luôn nghĩ tới nó. Cứ ăn mừng là nghĩ tới nó. Nhớ ha, nhớ đi vệ sinh ha. Và ăn mừng nha. Ok. Và em theo đã có một cái người học trò á, em theo đã chứng kiến có một cái người học trò của em theo làm cái điều đó rất tốt. Cứ mỗi lần vô nhà vệ sinh xong là yeah, là biết. Là hiểu được ha. Ok ha. Đây là các anh chị em hãy nhớ, cái cảm xúc các anh chị em á, tiềm thức nó không hiểu. Tiềm thức nó thấy cảm xúc là nó cho tiền các anh chị em thôi. Nó cho các anh chị em thành công và hãy nghĩ đến bức tranh của mình. Cứ ăn mừng bất cứ thứ gì cũng nghĩ tới bức tranh của mình. Tiềm thức tưởng thiệt, được không ạ? Ăn mừng là tống được phân ra bên ngoài. Nhưng mà khi mà ăn mừng á, là phải nghĩ tới cái mục tiêu, chứ không phải là nghĩ tới cái đống đó, được không? Ok. Và bao nhiêu số các anh chị em muốn cười cả ngày thì vô dung sáng với em thêm, được không ạ? Mới sáng sớm vô là coi như là năng lượng đỉnh cao rồi. Cả ngày là em nói cả ngày các anh chị em là đỉnh cao cả ngày luôn. Bao nhiêu số các anh chị em muốn đỉnh cao cả ngày thì vô dung sáng với em thêm. Và anh chị em nhớ đi học chương trình offline. Em còn rất là nhiều điều tuyệt vời trong cái nội dung này em nói các anh chị em mà không có tiện nói này được. Phải vô chương trình offline em nhốt các anh chị em lại. Rồi ha. Em sẽ đưa các anh chị em lên đỉnh cao. Mọi thứ đều được lên đỉnh hết. Muốn không? Có muốn không? Đi offline đi. Chuyển tiền offline liền đi. Cho support nó đăng ký phòng rồi đi kiếm hỗ trợ. Hình như là kiếm hỗ trợ. Có hỗ trợ rồi đó. Rồi. Cứ đăng ký đi các anh chị. Đi offline liền đi. Đến đó em mới giúp các anh chị được. Vô khóa cửa lại rồi. Đưa các anh chị lên đỉnh. Cái việc của em theo chỉ có vậy thôi. Ha. Đưa lên đỉnh xong rồi các anh chị về là các anh chị siêu giàu. Ok. Thích không? Thích. Rồi vô dung sáng luôn đi, sáng sớm gặp em theo là coi như là đỉnh cao cả ngày. Không phải là gì ạ? Đưa các anh chị em lên đỉnh hết. Bất kỳ cái đỉnh nào em cũng đưa các anh chị em lên được. Và hãy dùng cái đỉnh đó, hãy dùng cái cảm xúc đó để hút tiền về. Được không? Ok, tuyệt vời. Rồi, đó là về cái cảm xúc đúng không ạ? Và còn một cái nữa là trạng thái năng lượng. Nhưng mà bây giờ chúng ta 9:30 rồi. Thôi thì em theo sẽ dành cái phần đó qua cái livestream ngày hôm sau. Ok. Và cái livestream này, cái nội dung này nó rất là quan trọng. Và em theo sẽ gì ạ? Sẽ đưa cho các anh chị em offline, các anh chị em đến đi. Em theo sẽ làm thêm cho các anh chị. Được không ạ? Rồi bây giờ em theo sẽ kết thúc livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em vào livestream ngày hôm sau. Ok. Rồi bye bye các anh chị em.